Hello, Cà Phê Cốc xin kính chào cô chú và chị em. Hôm nay có thông tin cực kỳ hot nha cả nhà. Thì cái thông tin báo chí của báo Dân Việt vừa đăng tải, nó cũng là một cái tiêu đề và nội dung mà khá là những kẻ lương xuyên tạc trước kia đến giờ về quỹ hằng hữu. Thì hôm nay phương diện báo Dân Việt có đăng tải về nội dung về vấn đề sao kê từ thiện quỹ hằng hữu. Thì ở đây chúng ta thấy là đập tan mọi vấn đề của đám lương xuyên tạc, những người mà cứ xuyên tạc về cái quỹ này như thế nào. Thì Cà Phê Cốc xin phép đọc hết nguyên văn, đó là đăng trên báo Dân Việt vào lúc ngày 11 tháng 6 2023 14:16 với tiêu đề là vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, chi tiết sao kê quỹ hằng hữu được gửi đến các cơ quan chức năng. Thì tại liệu sao kê chi phí tài chính làm công tác từ thiện của quỹ hằng hữu đã được gỡ tới công quan luật pháp trước ngày xét xử. Đây là lần đầu tiên sao kê được công bố. Quỹ từ thiện hằng hữu được tài trợ hơn 467,6 tỷ đồng để giúp đỡ cho cộng đồng. Như Dân Việt đã thông tin vào ngày 25 tháng 4 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân đã ra cáo trạng số 236/CT/VKS/P2 quyết định truy tố tòa trước Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2.331 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Ở chiều ngược lại, một số người yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải sao kê quỹ từ thiện do vợ chồng ông bà Hằng lập vào từ năm 2014. Tuy nhiên, sau khi bà Hằng bị khởi tố và bị tạm giam ngày 24 tháng 3 2022, việc sao kê quỹ hằng hữu chưa được thực hiện. Ngày 10 tháng 6, nguồn tin riêng của Dân Việt cho hay các tài liệu sao kê xung quanh hoạt động thì quyền của quỹ từ thiện hằng hữu đã được gỡ đến cơ quan chức năng. Cụ thể, bản sao kê tổng hợp quỹ từ thiện hằng hữu thể hiện từ ngày 1 tháng 1 2014 cho đến ngày 31 tháng 3 2023, có tới 49 đơn vị tổ chức đã được quỹ từ thiện hằng hữu tài trợ hơn 467,6 tỷ đồng đã để làm công tác từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Trong số các đơn vị được quỹ thiện nguyện hằng hữu tài trợ có 8 bệnh viện: Chợ Rẫy, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Đà Nẵng, Bình Định, Quân y 175, phối hợp với quỹ từ thiện hằng hữu thực hiện mổ tim cứu sống hàng ngàn trẻ em sơ sinh mắc bệnh bẩm sinh. Mặt khác, quỹ từ thiện hằng hữu cũng tài trợ nhiều tỷ đồng xây dựng rất nhiều trường học tại tỉnh Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, vân vân, tài trợ xây cầu, làm đường, giao thông nông thôn, xây dựng 2 ngôi chùa ở Bình Phước và Bình Thuận, hỗ trợ nước ngọt cho các người dân miền Tây Nam Bộ mùa hạn nặng. Trong cao điểm chống dịch Covid, quỹ từ thiện hằng hữu đã hỗ trợ hơn 215 tỷ đồng cho công tác chống dịch ở nhiều tỉnh thành phố phía Nam. Ở một diễn biến khác, được biết tại cáo trạng 236/CT Viện Kiểm soát B2 ngày 25 tháng 4 2023, Viện Kiểm soát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết luận bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân được áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài việc Viện Kiểm soát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng kết luận bị can Nguyễn Phương Hằng được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện là tình tiết giảm nhẹ, chánh nhiệm hình sự quy định khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi. Thế nào được xem là tình tiết giảm nhẹ việc hình sự? Nói vẻ có tình tiết giảm nhẹ, trao đổi phóng viên Dân Việt, tiến sĩ luật Đặng Quang Cường cho biết các trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm các tình tiết sau đây: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải phạm tội điều lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, vân vân. Theo ông Cường, Bộ luật Hình sự cũng quy định quyết định hình phạt tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.
các tình tiết giảm nhẹ đã được bộ luật này quy định và dấu hiệu định lực định tội hoặc định khung sẽ không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt. Như vậy, theo quy định của pháp luật, người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác được coi là thành tích giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, theo hướng dẫn của hội đồng thẩm phán, người được coi là thành tích xuất sắc như sau: người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác là người được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế, phát minh có giá trị lớn hoặc nhiều năm được công nhận là chiến sĩ thi đua. Vì thế, khi quyết định hình phạt, tòa án sẽ căn cứ vào việc quy định của bộ luật hình sự, căn cứ vào tính chất, mức độ của hình phạt phạm tội, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự. Từ phân tích trên, ông Cường cho biết, trong trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng bị kết tội mà trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy trước đây bà Hằng đã thực hiện các hoạt động từ thiện và thực hiện được nhiều cơ quan tặng thưởng giấy khen sẽ được coi là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm của hình sự. Ngoài ra, nếu trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng được xác định là người thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải cũng được xem xét là tình tiết giảm nhẹ theo nhiệm hình sự. Thì chúng ta thấy góc độ này rất là rõ cả nhà ha. Đây là phương diện đưa ra góc nhìn đập tan mọi cái luận điệu xuyên tạc của những người chống đối, tấn công vào quỹ ủng hộ, tấn công vào cổ phần Đại Nam. Đối với Cà Phê Cốc thì với ý chí và thượng tôn, với sự công minh và minh bạch và sự cân bằng công lý của cơ quan chức năng, dù rất là tin tưởng tuyệt đối 100% đối với cơ quan chức năng về câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Thông qua đây thì chúng ta cũng đã nhận định được rất rõ ràng, quỹ Hằng Hữu là một quỹ rất trong sạch, đã được sao kê sau khi những kẻ có luận điệu xuyên tạc bất chấp. Hiện tại mình rất mong cơ quan nhà nước hãy làm sáng tỏ và phải có những cái quyết định để xử lý nghiêm đối với những kẻ xuyên tạc đối với công ty Đại Nam, quỹ Thiện Nguyện Hằng Hữu đã giúp ích, đó là doanh nhân vì cộng đồng, vì những người doanh nghiệp chung tay với chính phủ xây dựng ấm no an sinh cho những người nghèo cơ nhở như chúng tôi. Chúng tôi rất là hân hoan và rất cảm ơn đối với cơ quan ban ngành, nhất là Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Cục An ninh mạng. Cà Phê Cốc xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em đã lắng nghe thông tin chia sẻ. Như vậy là chúng ta đọc được luận điệu xuyên tạc của những đám lương rồi. Đây là một tín hiệu rất vui dành cho chúng ta. Xin thân ái chào tạm biệt.